Đàn ông 25 hãy theo đuổi sự nghiệp, độc thân không sao, đàn ông 25 đứng giữa những sự lựa chọn khó khăn mà đôi khi chính họ còn không biết mình đang làm gì với cuộc đời này. Và rồi nếu cho tình yêu và sự nghiệp của một người đàn ông 25 tuổi lên bàn cân, bên nào sẽ nặng hơn? Nếu tôi nói rằng tình yêu cũng quan trọng đấy nhưng đó không phải là thứ mà chúng ta nên ưu tiên ở thời điểm này, với những lý do dưới đây, anh em nghĩ sao? Một một buổi sáng đẹp trời sự nghiệp sẽ không tỉnh dậy và bảo em yêu người khác rồi nghe thì tiêu cực nhưng cuộc sống là như vậy các ông ạ à. với tình yêu không phải các ông cứ yêu là sẽ được đối phương đáp lại vậy nên mới có khái niệm tình đơn phương các ông hết lòng với người ta các ông hy sinh sự nghiệp để bảo toàn tình yêu nhưng tình yêu không phải chuyện ơn nghĩa yêu là yêu không yêu là không yêu còn sự nghiệp thì khác các ông chỉ cần nỗ lực hết mình tôi đảm bảo thành công sẽ không bao giờ quay lưng lại với các ông dù đã có lúc các ông thất bại Nản trí và nghi ngờ cuộc đời bất công với mình, nhưng cứ vững tin, chỉ là bởi vì anh em chưa chạm đến đích mà thôi. 2. 25 không chọn sự nghiệp. Đến 35 có muốn chọn cũng khó theo các nhà kinh tế học Mỹ, phần lớn tăng trưởng thu nhập diễn ra trong 10 năm đầu của sự nghiệp, đặc biệt là ở độ tuổi từ 25 đến 35, bởi vậy. Nếu đàn ông 25 không nắm bắt cơ hội, đến 35 muốn thì cơ hội chẳng còn, đàn ông 25 có cái nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ, các ông có thể thức đến 2 giờ sáng để làm việc mà vẫn tỉnh táo như thường. Hơn nữa, người ta có thể nhận một người đàn ông 25 vào vị trí thực tập và đào tạo, nhưng đàn ông 35 thì khó, đàn ông 25 có quyền sai và có đủ thời gian để sửa sai, bởi vậy. Chuyện thất bại ở độ tuổi này là hoàn toàn có thể chấp nhận được, ba, đàn ông 25 muốn đi nhanh hãy đi một mình lựa chọn tình yêu hay sự nghiệp. Không phải bởi vì các ông coi trọng cái này hay xem nhẹ cái kia, lý do đơn giản, ở mỗi thời điểm của cuộc đời, người ta có những mục tiêu khác nhau, chẳng hạn 25 lập nghiệp, 30 lập gia đình. Đàn ông 25 suy cho cùng chẳng có gì trong tay cả, một gã trai trẻ mới ra trường, kinh nghiệm cùng lắm là mới một hai năm, lấy đâu ra tiền bạc hay địa vị. Nhiều ông có khi vẫn phải loay hoay đi tìm con đường riêng của mình, đàn ông 25 phải đi nhanh, phải thử và sai liên tục để phát triển, vì vậy khó thể nào mang vác cho trọn vẹn một tình yêu nữa. Đi một mình hẳn sẽ cô đơn, nhưng cô đơn có gì đáng sợ, cô đơn còn là cơ hội của những người đàn ông đang theo đuổi sự nghiệp ấy chứ, anh em sẽ không phải cân đo đong đếm thời gian của mình anh em cũng sẽ chẳng bị những cơn giận hờn của tình yêu làm ảnh hưởng đến năng suất công việc. Chọn tình yêu hay sự nghiệp luôn là một câu hỏi khó và không phải ai cũng có những câu trả lời giống nhau, vậy câu trả lời của các ông là gì?